Bắt đầu là sạc giọng ha, bắt đầu tự đứng lên ha. Ok, 2, 3. Nhìn nhanh hẳn không? Khi nào ấy thì nói nha. Mời khoan nha. Rồi, bắt đầu. Wow, quá hay. Ok, giữ nha. Đây là khả năng sạc ngang và đứng dậy không cần chống tay luôn. Rồi bắt đầu đi. Thu lên. Rồi thu được cho hết rồi. Wow, quá dữ. Vỗ tay vỗ tay coi. Rồi chuẩn bị chưa? Vỗ tay lên nha, xíu lầm lẫn vậy thôi. Đếm đi. 1, 2. Nhìn thẳng lên nha. 2, mất sức. 2, 3. Không, để hai tay đầu gối đi. Không, để hai tay đầu gối, úp cái chân song song với cục gạch là được mà. Được. Đúng rồi, 2, 3. Rồi, bắt đầu đếm 15 giây nha. Rồi ngủ luôn. Không chủ tập được nữa mà ngủ đó. Hai cục gạch là không. Rồi. Thấy đi. Để hai tay đầu gối cũng được. Ốp cái chân này luôn xuống thử để lấy thăng bằng. Rồi, 2, 3. Rồi đó, hơn 15 giây rồi đó. Phút rưỡi mẹ rồi. Wow. 30 giây đó đúng không? Phút rưỡi luôn. Rưỡi luôn hả? Thề luôn, nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Khỏi dừng tay luôn, quá dữ luôn. Ồ, thẳng rồi đó. Nằm trên đường thẳng luôn rồi. Ráng ngồi luôn thử. Khoan nha, từ từ để anh quay sau lít rồi. Thẳng luôn rồi. Nè, quay hồi về coi video thấy nè. Từ từ nha, thẳng luôn rồi. Tù mà chưa thẳng băng luôn rồi, chứ nói sao không thẳng được. Đâu hướng ngồi xuống rồi, ngồi luôn rồi. Ngồi ra làm sao cũng được nữa. Thôi chưa được hả? Có nghĩa là chịu đựng vậy luôn á hả? Không có dụ như để cái đít ra làm sao chút xíu được. Không được luôn. Rồi lên đi. Vui về nha. Má vậy là quá dữ luôn hả? Cứ xuống nè, cứ xuống nè. Dễ ra hơn. Nhúng xuống. À.
được rồi, nhưng mà cái là hơi nhiều chịu khó chịu. Anh nằm tới trước, anh nhúng xuống, úp hai bàn chân xuống, ngoài anh nằm xuống đó, nhúng xuống, nhúng xuống, đúng rồi. Cố gắng lên. Từ nha, coi dần đủ mấy tối nay có ngầu bía nè á. Ê không, tính là đường hẳn á, tính là đường hẳn á. Sao không có thắng hả? Sao không có thắng hả? Đó giờ có thầm đâu, mới thầm mới được. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay coi. Vô, vô đến rồi, vô. Hai, vô. Ba, vũ lại lấy mặt nạ tao đeo vô. Năm, sáu. Làm để quay lại nhau quay. Cho mọi người coi cho nó vui. 4, 3, 5. Bơi rồi. Quá. Phải giờ này giờ cuối rồi. Vậy lâu kìa. Nhưng mà chưa ấy á. Chưa hết chứ chưa làm thì bẻ 4-5 cái. Cái cây này mấy chục ký anh? 5 chục. Rồi, vậy đó. Được rồi. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.